đội tuyển nữ Việt Nam phải bỏ buổi tập trước lượt trận thứ 2 ASEAN 19. Chiều ngày 23 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Bangladesh tại lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN 19. Dù vậy, buổi tập đã bị gián đoạn bởi lý do thời tiết. Sáng nay ngày 23 tháng 9, các cầu thủ có ít thời gian thi đấu trên sân đã tập gym tại khách sạn để rèn luyện trước khi ra sân tập vào buổi chiều. Trước khi bước vào buổi tập chiều, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng dành thời gian để nhắc nhở và hướng dẫn cho các học trò về những điểm còn thiếu sót tại trận đấu đầu tiên. Sau đó, ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm. Các vận động viên thi đấu toàn thời gian thực hiện các bài tập phục hồi. Trong khi đó, nhóm còn lại tiếp tục tập luyện các bài về mảng biến chiến thuật. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nên buổi tập chỉ diễn ra trong thời gian một tiếng. Chia sẻ về trận đấu ngày hôm qua gặp đội tuyển nữ Nepal, tác giả của bàn thắng mở tỷ số, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết, đội tuyển nữ Nepal là một đối thủ khá khó chơi. Mặc dù trước đó chúng ta đã giành được 2 trận thắng trên sân của đội bạn vào tháng 4 vừa qua, nhưng từ đó đến nay, đội tuyển nữ Nepal đã có những sự đầu tư và tiến bộ về chiến thuật. Vì thế, tôi nghĩ Nepal, Bangladesh và Nhật Bản đều là những đối thủ mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bangladesh ở lượt trận thứ 2 vào ngày kia 25 tháng 9. Đây là đội bóng đang đứng thứ 29 tại châu Á, theo bảng xếp hạng FIFA. Ở trận đấu đầu tiên, họ đã để thua đội tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0-8. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.